sau đây Z9K.vn sẽ test cái máy hút bụi Baseus H505. Đây là máy hút bụi không dây nhá, các bạn có thể nhìn thấy rõ đây, thiết kế của nó không dây đó. Sau đây thì mình test luôn cái sản phẩm này. Trên xe các bạn đang nhìn thấy là trẻ con ăn uống rơi vãi rất nhiều ở trên ghế cũng như ở dưới sàn, thì mình sẽ dùng cái máy hút bụi này để mình hút hết các cái bụi bẩn này đi nhá, cũng như là các cái vỏ kẹo này, bim bim mà các trẻ con trên xe ăn uống rớt ra. Đầu tiên là đó, các bạn ấn vào nút nguồn đó, mình cứ gì thôi đến cái bẩn nào nó sẽ hút hết đó. Những cái vỏ kẹo của vỏ bánh này các bạn thể thấy này, mổ vụn bánh hay kẹo đều đi hết đó. Các bạn cũng có thể bật đèn nhá, ở đây là có nút đèn này đó, các bạn có thể soi nó cầm ghế này. Ở dưới này thì mình có thể dùng cái ống này, đây mình lắp vào đây, mình lắp vào cái đầu này cho chặt, rồi mình lại hút ở các cái khe ghế nhá, ở những cái phía sâu cả đấy, các bạn nhìn thấy đều hút được hết luôn đó. Đó đấy, rất là tiện đó. Đây đều hút sạch luôn đó. Đó, hết rồi, bây giờ sạch sẽ rồi thì chúng ta có thể tắt đi, chúng ta tắt đi và mình sẽ lấy các cái vỏ kẹo bánh rồi là cái vỏ bánh vụn thì mình sẽ đổ vào thùng rác nhé. Thao tác rất đơn giản thôi, bạn mở có hai nút bên này, bạn mở ra đó, nhấc cái phần này ra đó, nhấc cái phần này ra thì tất cả các cái bụi bẩn nó nằm ở trong này thì mình sẽ đổ vào cái thùng rác của chúng ta. Đấy, thì đây đấy, rất là tiện các bạn ạ. Thì trên xe nhà nào có trẻ con thì dùng cái máy hút bụi này cực kỳ tiện luôn. Thì mình đã test qua cái máy hút bụi này cho các bạn xem rồi nhá. Thì bạn nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với shop qua số hotline hoặc vào website z9k.vn để đặt hàng nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.